và ngăn lòng ba 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 khoang dạ khoang thì hướng của em là tây bắc, khoang thang đúng không ạ? hướng tây không ạ, nhà ống một trệt thôi ạ chị À. thầy, nhưng mà nó là ngăn lòng ba lớp với thầy. Dạ hiểu. Dạ thì cái hướng cửa của em á là nó là 1/3 của anh, nhưng mà nó ở phía bên tay phải Hướng gì ạ? hướng tây bắc ạ. Rồi. Nhưng mà cái bắt đầu đến phòng phòng trong á, Thì cho nhìn ra cửa bên tay trái hay bên tay từ trong nhìn ra là bên tay phải ạ. ạ? Thì cho nhìn ra bên tay phải. Còn cái đến cái ngăn thứ hai á thì cái từ trong nhìn ra lại bên tay trái ạ, Rồi, và hiểu. cái bếp là cũng nhìn bên tay trái luôn. Dạ hiểu. Thì em mới hỏi thầy là cái vị trí nằm giường của em á thì lại là của cái ngăn thứ hai á, thì đầu em lại quay ra cửa thì được thầy. Không bị tả khó phết. Nhập. Anh chị yêu quả không bị tả khó mà. Khó. Không bị tả thì không trả lời không được. Mà trả lời thì không biết trả lời thế nào. Được rồi, ưu tiên chị vùng sâu vùng xa. Được không ạ? Ưu tiên vùng sâu vùng xa, chúng ta ít được thôi gặp nhau. Tôi sẽ vẽ cái nhà của chị đây. Đây đúng không ạ? Đây là cái cửa vào đấy chị đúng không? Không ở bên phải ạ, ở bên kia. À nhầm. Đây, cửa vào đây đúng không ạ? Dạ. Sau đó là lại có cái lối đi bên này đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng không ạ? Đây là Tây Bắc đúng không ạ? Đây là Đông Nam đúng không ạ? Vâng. Đây là Tây Nam đúng không ạ? Vâng. Nhầm. Thế cũng vâng. Ai? Đây là Đông Bắc. Bên này phải là Tây Nam. Sau đó chia thành hai hai ô đúng không? Dạ. Cái cửa vào đây đúng không? Đúng. Chỗ này để là bếp đúng không? Không, em không để cửa cái ngăn thứ hai, em thẳng luôn, thế tức này là á? chống, dạ chống luôn. Chống này á? Sao dạ đọc trong này là bếp dạ á? Thế á? Thế bí mật làm sao mà giấu được? Đây bếp mà đúng vâng không? vâng Đây cửa chính đây để đây bằng khách đúng không? cái nhà toilet thì em để bên hông này, cạnh bếp ở phía bên kia. Đây đây á? Không ở bên kia. Thế này á? Dạ. Một cái bếp xây á? Dạ. Có thể ông nào đi vệ sinh thì chạy vào bếp luôn á? Không có cửa mà thầy. Thì chạy vào trong bếp còn gì nữa? Thì ông chả phải đi thế này còn gì nữa? Ông phải đi thế này, đi qua nhà phòng ngủ, đi vào đây, chui vào đây. Thì chả đi vào bếp à? Nhưng mà giường của em thì ở cái Để đầu đầu quay ra cửa thôi ạ. Đây, để cái giường nghe đúng không? Dạ. Cái tủ của em thì ở dưới chân giường. Dạ. Tủ quần áo ạ. Này á. Dạ. Chị sinh năm bao nhiêu nhỉ? Chị sinh năm bao nhiêu 85 thôi ạ. À? Cái bếp của em là để ngang chứ không có để. Tôi bỏ qua bếp đi, bây giờ mình sửa phòng tỉ bếp nó to. Bây chị mong muốn điều gì? Em thấy cái vị trí nằm giường của em, bởi vì em thấy giấc ngủ của em không được ngon đâu. Tức là rất là khó ngủ ạ. Quay chị xoay đồ thứ hai được không? Xoay tủ đây được không? Được thầy. Để xoay nhá. Dạ. Khoan thầy, 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 Từ đâu, 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 từ từ. đang xem ngày. Dạ. Sao xem ngày? Ngày này đây. Ngày xoay. À, dạ. Thầy xem rồi em à. Hết hồn. Đang xem ngày. Làm là thể luôn. Xoay như thế này cũng ok. Nhưng có một cái kiến nghị đề xuất khác. Dạ. Có một kiến nghị khác đảm bảo hay hơn. Dạ. Đảm bảo hay, nếu có một làm cái kiến nghị này thì đảm bảo nó tốt hơn. Là nếu như mà chị bây giờ mà làm cái mách cái cao thì che cái chỗ này lại, vì thực kế phòng ngủ lên kín đáo. Vâng. Che che cái phần này lại. Sau đó là chị tiếp theo là chị sẽ trổ cái cửa nó vào chỗ này. Tại vì chỗ đó vị trí đó thì em đang làm cái rèm thôi ạ. Thì biết là làm rèm thì bây giờ mới nói là phải làm cái vách vào. Vâng ạ. Để mình cho cái cửa vào chẳng nhẽ lại ai vào kéo cái rèm vào. Đúng không? Vâng. 8 năm chưa lấy chồng không? Dạ chưa. Thế. Bổng. Xoay bịt cái chỗ này vào phòng ngủ của nữ nhân mà làm sao mà làm thấy được cái chỗ này nguyên đây đúng không? Dạ. Thì tách thành cái phòng này là phòng nữ nhân, tách riêng ra. Dạ. Xong bắt đầu ăn chơi
xoay cái đầu giường vào như thế này. Tức là xoay về hướng Tây Nam hả thầy? Đấy là gọi là hướng Đông Bắc. Ở Đông Bắc. Ủa? Cái đầu mà thầy? Thì đấy là tọa. Tọa. Đúng không ạ? Mũi trỏ. À. Mũi trỏ đâu đấy được. Đây gọi là tọa đúng không ạ? Chân đả về đâu đấy còn là hướng. Cái này gọi là tọa Tây Nam hướng Đông Bắc. Hiểu chưa? Yeah. Làm kiên này đảm bảo luôn, ngon luôn, tin không? Thưa thầy, nhưng mà cái bếp của em để lại để cạnh cạnh ngay cái tường đấy thầy, cái tường mà từng ngăn đấy thầy. Kệ em không sao, chỉnh cái phòng ngủ đã. À vâng. Chỉnh xong cái phòng ngủ đã thì mới tính được. Còn nếu không chỉnh cái phòng ngủ này á là rất khó để mà làm cái khác, bởi vì cái nhà của chị để như thế nhá, chị chia làm ba ngăn. Yeah. Như vậy nó không bao giờ, nó không có điểm không khí. Yeah. Nên bây giờ chị cần phải xoay cái nhà này của chị, chị cần phải tạo ra một điểm không khí. Khi chị tách cái phòng nhà chị tách thành ba cục. Yeah. Cục. Nếu như chị không có vách ngăn của cái phòng bếp này, tự nhiên cái phòng ngủ này toàn bộ cái nhà này nó có một cục thôi, không chia tiểu cục được. Yeah. Muốn kích muốn làm cái gì cũng không làm được hết ấy. Cho nên là bây giờ là muốn làm như thế này là chị phải ngăn vách, ngăn ra đây. Để ngăn cái vách này chị có hai cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là chị ngăn bằng thạch cao. Yeah. Giải pháp thứ hai chị ngăn bằng kính. Đúng rồi, chị ngăn cái vách bằng cửa inox là muốn làm gì làm. Ngăn được chỗ này là tôi sẽ trổ cái cửa vào để cho nó kín cái phòng đấy lại. Thì như vậy là tôi phong ấn được hai cái phần, một là cái phần khí, tức là phong được một phần khí là khí phòng khách ở bên trên, hai là phần dưới này là cái khí của trung cung, là cái phương vị của phòng ngủ của chị, và làm cái phương vị thì dưới này là phương vị Đông Nam. Thì xoay như thế này thì được cái giường nó vừa đắc vận, vừa đắc khí và vừa hợp tuổi. Thì sau khi đặt cái phụ này xong thì tự khắc cái nhân duyên nó sẽ khác. Và bắt buộc là cái phong thủy thì chúng ta đừng mong cầu cái việc là sử dụng cái vật phẩm phong thủy gì để mà kích hoạt được tất cả mọi thứ lên cả trước khi kích đổi cục. Xoay lại như thế, định hình đã, sau đó sau này kích nhẹ bắt được. Nhưng bây giờ nếu như mà chị để cái phòng đó, chị để cái phòng đó chẳng có gì cả, cái đầu chị gối vào đây, xong rồi chị bảo chị có cái rèm, chị kéo cái kéo vào đây, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Ở thế tạm bỡ. Đúng không ạ? Mình phải lo cho mình trước, ra hồ tính sau. Nhưng mà thì cái bếp em để đấy cũng có ảnh hưởng giấc ngủ không thầy? Đã bảo là xoay đi rồi còn cái bếp để đây đúng không? Ủa có lo hết, tranh thủ bỏ đường hết rồi. Đúng rồi, chỗ đấy anh thầy. Đúng không ạ? Dạ. Tranh thủ bỏ đường cái bếp. Về cơ bản là tốt nhất là chỉ cái xoay cái phòng ngủ. Sau khi xoay xong thì mình sẽ tính đến cái bếp. Tại vì thầy ơi, em thấy họ nói là cái bếp nhiều khi ảnh hưởng đến cái cả cái nhà thầy. Cho nên em hỏi thầy. Bây giờ ấy, mình mà chỉ giúp bếp ấy là chị về chị chỉnh cái bếp trước, chị không chỉnh cái phòng ngủ của chị đâu. À, em chỉnh luôn thầy. Nên thành ra là bây giờ tốt nhất là không chỉnh cái bếp nữa, và chúng ta cứ đi chỉnh cái phòng ngủ đã. Xong rồi chúng ta tính tiếp. Nhưng cái bếp để có ảnh hưởng không thầy? Bếp để đây á? Dạ. Về cơ bản bếp để đây cũng không đẹp. Thầy chị em sửa luôn nó giúp em. Chả biết sửa cái chỗ nào bây giờ. À. Bây giờ phong thủy đảo này sợ lắm. Bởi vì là đến lúc mà tính bếp ấy, nó phải tính kỹ rất chính xác và tỷ lệ rất chuẩn. Không thể tính ào ào như này được. Nhưng mà riêng cái phòng ngủ là nó định. Cho nên là tính rất là dễ. Cho nên là tôi sẽ chỉ cái phòng ngủ thôi. Bởi vì bây giờ mà chỉ cái bếp mới là 10 giờ luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Chỉnh thế là được rồi.